Em xin chào cả nhà nghe, quà xin chào quà toàn thể và anh chị em thân mến. Một buổi trưa và tràn đầy quà hạnh phúc, quà bên gia đình, quà bên người thân ạ. Thì một ngày thứ bảy thì mình kiếm thật là được là nhiều tiền. Và em đây cũng gửi đến cho mà những bạn nữ và các cô được một ngày lễ 8 tháng 3 được tặng gấu và được tặng bông và bên gia đình và bên người yêu mình ha. Hôm nay thì Nguyễn Tấn thì nói là trong thiền âm bên bờ và vũ trụ và chia sẻ và cập nhật và cái tình hình và thông tin cho mà mấy anh chị em mình hay như thế nào. Trong thiền âm bên bờ và vũ trụ thì nam đứa nhỏ thì trong chổng thì được mà an nhàn sống rất là nó hạnh phúc và được các sư thầy và sư cô trong chổng người ta cũng đang chăm sóc và tăng đình và cho ăn và cho mặc thì nó rất là tốt. Và nói chung này tại vì trong hiện ông bên bờ vũ trụ bây giờ hiện giờ người ta là đang chống mà quầy mà dịch bệnh, nhưng mà người ta không cho mà những đứa trẻ đó đi ra ngoài được, không cho mà nó tiếp xúc với mà người lạ đó. Thì mấy anh mấy chị thì cũng yên tâm, thì cũng đừng mà có lo quá như thế nào. Trong hiện ông bên bờ vào vũ trụ họ sống rất là tốt, họ sống rất là vui vẻ, hòa đồng và khí với mà mọi người dân xung quanh và rất là thân thiện và những mà mấy người kia và rất là nhiều người, những bạn bè trong nước và ngoài nước đó, thì những người dân trong chổng thì người ta cũng rất là yêu quý trong thiền ông bên bờ vũ trụ. Thì mấy anh chị cứ yên tâm ha. Bây giờ thì em cũng nói về cái vấn đề là 50 người. Hiện bây giờ là đang xử lý ở trong vụ án là 50 người đó. Thì thông tin này thì em nghe từ một bạn là cũng làm kênh mà bên của YouTube thì cũng cho hay. Hiện bây giờ là cũng đang xử lý là trong vụ là 50 người đó. Thì những ngày qua thì trong tỉnh Thất Bồng Lai trong vụ mà 50 người thì gia đình của Nhớ My thì đã kéo xuống là cũng rất là nhiều người đi vào tới Long An, vào tới trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ. Có người hung hăng, có người cũng quậy quạng, nó đập phá và cũng lấy đồ ông chổng trong tỉnh Thất Bồng Lai. Bây giờ thì cơ quan chức năng thì người ta cũng đang mời những mấy mà người đó đang mà có hành vi là nó bạo lực, là nó đánh đập thì sư thầy ông chổng. Thứ hai thì cũng lấy đồ. Bây giờ cơ quan cảnh sát điều tra người ta cũng đang lấy lời khai và đang xử lý và theo mà hình sự mà của Việt Nam ha. Thì mấy anh chị thì đừng có mà lo quá. Thông tin 50 người đó cũng đang chuẩn bị đem ra ngoài ánh sáng, đem ra ngoài trước mà hành vi mà của mà pháp luật Việt Nam cũng đang xử lý. Những người nào mà trong lúc đó quậy quạng hay là như thế nào á, thì chúng ta thì cũng đang biết rồi đúng không mấy anh chị em. Bây giờ thì em cũng nói gửi đến phe mà nó chính nghĩa. Hiện bây giờ phe chính nghĩa thì bên bển á thì người ta cũng đang mà nói là đang chuẩn bị là cũng là đang lên án là bên mà thiền âm bên bờ và vũ trụ. Bây giờ là Nguyễn Tấn là cũng nói như thế này. Cái bọn phe chính nghĩa của mà nó tự xưng lên, tự đứng lên đi quy chụp cho những mấy người trong chổng nè, nó gọi đầu khoe chứng nghĩa hay vậy, khoe chứng nghĩa gì đâu mà tối ngày mà đi moi mốt những chuyện mà đề tư cá nhân những các sư thầy trong chổng, rồi tới cả năm con nít, năm đứa nhỏ trong chổng cũng đem ra moi móc ra đặng đi lên mạng cũng nói và chửi na nữa. Bây giờ hỏi như vậy là đúng là khoe chứng nghĩa hay gì? Đừng có kêu mà gọi mà khoe chứng nghĩa. Phe chứng nghĩa gì đâu mà mấy anh chị đứng lên thì nói nào mà chửi đàn chổng á, u mê tâm tối, lừa đảo lừa gạt trong chổng, ai nó nói người ta như vậy đó. Bây giờ mà mình hỏi vào phe chứng nghĩa là bây giờ mấy bạn á, thấy người ta chổng người ta lừa đảo gì chưa hả, hay là thấy người ta trong chổng á người ta làm những gì mà nó sai trái mà hay không, hay là mấy bạn á nằm ở dưới mà nguyên cái hầm giường của người ta hả,
mình thấy mấy bạn nằm ở dưới nguyên cái hầm dưỡng đó đã, rồi mấy bạn á trốn dưới á, thấy người ta có chuyện gì mà nó không đúng, thấy thấy mà có chuyện gì đưa lên rồi đi mà nói người ta không à, gọi gọi là phe chính nghĩa hả, phe phe chính nghĩa gì đâu mà nó kỳ cục vậy. Nếu mà mình lòng phe chính nghĩa, mình phải đứng trước mà cái công lý, đứng về trước bộ hoài cái sự thật, mình bảo vệ cho năm chú tiểu, mình bảo vệ cho mà bên thiền âm, bên bờ vũ trụ và các chư thầy, mới gọi là phe chính nghĩa. Phe chính nghĩa gì đâu á, làm những mà những chuyện mà nói chung là nó khó nói lắm. Bây giờ là Nguyễn Tấn là mà hỏi mấy bạn nè và hỏi mấy anh chị nè, phe chính nghĩa nghe, nói thầy ông nội á, ông mà Lê Quang Tùng á, 88 tuổi á, nói ổng á là đi mà lừa đảo ra, nói ổng là có mà 7 8 9 con vợ, rồi nói mà năm đứa trẻ em chổng đó thì con của các chị em chổng nó nói người ta kỳ đồ là đủ điều chân luôn, mà đưa ra những mà bằng chứng nói chung là không có mà đúng vào đâu, vẫn nói chứng cứ là nó không có đứng đứng lên mà nói bằng miệng không ạ. À, khoe khoe chứ nghĩ gì đâu mà nó kỳ cục vậy, nó hẳn luôn á. Hôm qua thì em có nghe mà bên phe mà nó chính nghĩa thì cũng có người nói như này, à mấy thằng bay á, à, đi theo mà những mà phe mà trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ á, thì mấy người đó là nói giả sư, còn mà u mê trong tối, còn mà u mê dữ lắm, bởi vì chưa biết chuyện gì đâu, rất là nó mà u mê đó. Trời ơi trời gì đâu mà khoe chính nghĩa gì đâu á, đi xúc phạm ra mở miệng ra rồi đi mà vu khống ra không à, gọi gọi là khoe chính nghĩa ha, khoe chính nghĩa gì đâu á, mà mình nói chuyện mà không ra đâu, mà không có chứng cứ không à, nói làm gì. Bây giờ nè 50 người đang chuẩn bị đang xử lý đó, bây giờ là phe chính nghĩa của tổ cưng á đang cũng đang chuẩn bị đi nghe, đừng đừng có mà đứng lên mà biện binh và biện pháp và bảo vệ cho 50 người đó nha, tại vì trong năm 50 người đó đó họ đã vi phạm mà pháp luật, họ đã vào chùa, họ đã đập đồ và đánh sư hạng chổng thầy á, rất là nhiều người biết hết trơn rồi, còn phe chính nghĩa á, đừng có lên đây mà nó mà quy chụp cho người ta, đừng có mà đi vô khống ra nữa. Phe chính nghĩa của tự cưng á, gọi là phe mà nó bất nghĩa, gọi là bất bất nghĩa, gọi là vô đạo đức đó. Làm chuyện những mà nó trò mà nó băng hiểu không à đó. Bây giờ em cũng nói cho mà mấy mấy anh chị em nghe thế này, trong thiền âm bên hòa vũ trụ những ngày qua đã bị những mà các số mà người mà bên phe chính nghĩa thế này nè đứng lên nó quy chụp thôi, đứng lên là thì nó mà nói xấu người ta thôi, nó phe chính nghĩa gì đâu mà tối ngày đi lên mà đi mà nói xấu người ta không à, đi moi móc rồi đi mà xuyên tạc, trời ơi trời làm gì chi em hiểu luôn mấy anh chị. Bây giờ mà mấy mà anh chị mà nếu mà không tin thì mấy anh chị mà đi vào xem tụi nó như thế nào ha, như mà mấy anh mấy chị vào xem mấy 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 anh mấy chị phải sàng lọc lại, phải tìm hiểu lại đúng đâu là đúng và đâu là sai, chứ mà đừng có nghe lời tin theo vào cái bộ này á, mấy anh chị là lầm chết luôn á, là em nói thiệt luôn á. Hiện bây giờ là em cũng cho mấy anh chị em mình mà cũng biết rằng rồi, thì những ngày qua thì mấy thì mà tụi em đó cũng đang mà bảo vệ cho năm mà chú tiểu ông trọng và cũng bảo vệ cho mà thằng ông bên bờ và vũ trụ ạ đó, thì những mà mấy mấy người đó đó đứng lên và quy chụp và xuyên tạc ở đây bên tụi em thì đứng lên mấy em mà cũng phản ánh lại, mấy em cũng mà nói đến tụi nó đó, chứ mà không phải là bỏ đâu, chứ mà mình làm chuyện gì cho đúng như thế nào mình nên làm, nếu mà mình không làm mà những chuyện gì mà không đúng á mà mình đi mà nói xấu người khác á, những mấy mấy người đó đó sống á, tại vì là họ không có đức, tại vì họ là vô tâm vô đạo đức, em nói thiệt luôn á, đây nè nói thẳng luôn,
bên phe chính nghĩa nghe không mấy anh chị em, rất là nhiều người lắm, họ tự đứng lên là họ tà vỗ ngực xưng tên ta là ta đây không à. Nhưng mà một khi mà đứng lên nói á thì đi nói xấu người ta không à, nắm những cái thông tin gì á đưa lên không à, nhưng mà nó đúng chưa thật. Bây giờ thằng mà Phi Thiên An nè, bên Phi Chính Nghĩa nè, cái thằng đây ông có kiến nghe mấy anh chị em, nó lên nó mà chửi thầy ông nội luôn mà, thầy ông nội đáng là tuổi của ông nội của nó, nhưng mà nó là dạng là gì không, là nó cháu á, nó bằng nội cái nón tay Úc à, mà nó dám cả gan, nó dám cả gan lên nó nói thầy ông nội là giả sư chọc thầy đi lừa đảo vợ nhiều đó. Bây giờ mấy anh chị mà nghĩ như thế nào coi cái thằng này. Còn mà thằng mà thắt đỡ vlog nữa nè, thằng này nè, mặc quấy mà của đàn bà, cái thằng đó nữa mặc quấy đàn bà luôn nè đó. Thói ngày gì đâu mà làm chuyện những chuyện mà gồi bu mà nói chuyện mà không có mà em nói theo luôn á. À, làm những trò mà clip gì không, đeo gâu mặc áo sư đồ, làm những chuyện mà nó bằng hiểu không à, em hiện á khoe chính nghĩa của tụi nó mà nói đó là vậy đó. Cái phe chính nghĩa này nào phải gọi nó là phe gì không, là bất nghĩa, thiếu văn hóa, vô tri, vô đạo đức, không biết là cách là nó mà cư xử như thế nào. Nhục nhục lắm. Bây giờ thì mấy anh chị em mình cứ yên tâm, hiện bây giờ chúng ta đang đứng lên bảo vệ cho năm chú tiểu và bảo vệ cho Thiền Âm Anh Bà và vũ trụ ha. Và mình phải làm chuyện gì đúng cho đúng, và mình làm những chuyện gì không đúng thì mình đừng có nên làm đó. Thì bây giờ mấy anh chị mình á, nếu mà có thương yêu năm chú tiểu dọn những ngày qua, thì những bị những các số đối tượng khác và lợi dụng và quy chụp như thế nào thì chúng ta phải lên án và bảo lại bảo vệ cho và cái đúng đó. Nhưng mà nếu mà trong Thiền Âm Bên Bờ và vũ trụ có làm sai thì để cho cơ quan người ta điều tra và người ta là nó xử lý đó. Bây giờ như vậy, bây giờ thì trong 50 người thì mấy anh chị mình cũng đang mà hóng và đúng đang chờ tin mà nó sẽ chữ đúng không đó. Thì mấy anh chị mình cũng yên tâm đi, luật pháp nghiêm minh, không bỏ lọt hoài một tội phạm nào đâu, cứ yên tâm điều tra xử lý, đem ra ngoài ánh sáng xử lý và 50 người. Thì mấy anh chị yên tâm, cứ yên tâm và chờ thông tin đó. Em cũng mong cầu rằng 50 người này được cơ quan xử lý điều tra nghiêm khắc, điều tra đúng người và đúng tội đó.